những bước chân tiên phong mạnh mẽ, những hành trình chăm sóc sức khỏe đầy yêu thương. Từ vùng đất Thượng Võ, với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, chia sẻ niềm vui cho cộng đồng, dù trải qua bao gian nan, BDFA Dược Bình Định vẫn luôn tận tâm, trách nhiệm trên hành trình kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc trên dải đất hình chữ S. Thành lập vào năm 1980, từ một xí nghiệp với số vốn ban đầu chưa đến 10 triệu đồng, BDFA Dược Bình Định đã chuyển mình bứt phá vươn lên với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, quy tụ hơn 1.200 nhân sự, tự hào đạt thương hiệu quốc gia, đứng trong top 5 doanh nghiệp dược uy tín hàng đầu Việt Nam. Hơn 300 sản phẩm, danh mục thuốc của BDFA đủ sức đáp ứng nhu cầu điều trị và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng. Các dòng sản phẩm đòi hỏi yêu cầu khắt khe về công nghệ và kỹ thuật cao như dung dịch tiêm truyền, thuốc tiêm đông khô, thuốc điều trị ung thư của BDFA ngày càng chiếm được sự tin tưởng, yêu mến của các thầy thuốc và người bệnh. Với hệ thống phân phối trải dài toàn quốc, sản phẩm của BDFA đã có mặt tại 90% bệnh viện trong nước và hơn 23.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Cùng với việc phát triển thị trường nội địa, BDFA đã mở rộng ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện BDFA đã xuất khẩu hơn 70 sản phẩm sang các nước trên thế giới như Lào, Yemen, Mongolia, Myanmar, Cambodia, Ý, Nigeria. Chú trọng và đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học chính là bí quyết giúp BDFA luôn tiên phong trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Năm 1992, BDFA là doanh nghiệp dược Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thuốc kháng sinh tiêm. Năm 1997, BDFA tự hào là doanh nghiệp tiên phong nghiên cứu, sản xuất thành công dung dịch tiêm truyền kháng sinh, vitamin và dịch đạm. Năm 2003, BDFA tiếp tục là doanh nghiệp dược Việt Nam đầu tiên chinh phục công nghệ đông khô. Đây là bước tiến vượt bậc trong ngành dược phẩm Việt Nam. Đến năm 2012, BDFA tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công thuốc điều trị ung thư. Và đến năm 2016, BDFA có nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn GMP, WHO. Với bước đột phá tiên phong này, giúp người bệnh trong nước được sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với chất lượng tương đương thuốc ngoại nhập, tiết kiệm chi phí điều trị, đưa vị thế BDFA lên tầm cao mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho người Việt. BDFA có được niềm tin, tình cảm của đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân bằng những sản phẩm chất lượng, hiệu quả, an toàn. Với 15 dây chuyền sản xuất dược phẩm hiện đại, BDFA là một trong số ít doanh nghiệp dược tại Việt Nam có thể sản xuất nhiều dạng bào chế khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm sản xuất tại BDFA được kiểm soát bởi các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe từ nguyên liệu đầu vào đến từng bước của quá trình sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản, phân phối, đảm bảo chất lượng tốt nhất trong từng viên thuốc nhỏ trước khi đến tay khách hàng. Chất lượng sản phẩm là cam kết cao nhất của BDFA. Đây cũng chính là trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên đối với sức khỏe cộng đồng. Để bứt phá vươn lên trong bối cảnh hội nhập, BDFA đã có nhiều chiến lược thay đổi quyết liệt, mạnh mẽ. Năm 2015, BDFA mở rộng sang việc nghiên cứu sản xuất các thuốc từ dược liệu với việc đầu tư vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ GACP tại xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Tới nay, BDFA đã có 8 vùng dược liệu được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn GACP WHO gồm chè dây, cà gai leo, đương quy, đẳng sâm, dây thì canh, ba kích, hà thủ ô, cho ra đời những sản phẩm chất lượng, hiệu quả được thị trường đón nhận. BDFA không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ với đối tác là viện, trường, các nhà khoa học, các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới.
Công ty hiện đang dẫn đầu thị phần thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam và dòng thuốc này được chính phủ công nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam. Là doanh nghiệp hàng đầu trong nước cung cấp dòng sản phẩm phục vụ bệnh nhân suy thận, PDFA cạnh tranh trực tiếp với các hãng dược phẩm lớn trên thế giới, mục tiêu chiếm lĩnh 40% thị phần tại Việt Nam. Nổi tiếng là doanh nghiệp tiên phong sản xuất thuốc kháng sinh từ thập niên 90, đến nay, dòng sản phẩm này được PDFA cung cấp cho hầu hết các bệnh viện trên toàn quốc và được y bác sĩ đánh giá có hiệu quả cao trong điều trị. Với mong muốn cộng đồng tiếp cận, sử dụng được những sản phẩm chất lượng, PDFA đã nỗ lực mở rộng chinh phục thị trường kênh nhà thuốc. Bên cạnh mạnh dạn áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh như áp dụng hệ thống quản lý nguồn lực SAP, ERP, áp dụng hệ thống quản lý kênh phân phối DMS, PDFA đã từng bước đào tạo, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự với sự quyết tâm cao. Do đó, chỉ trong thời gian ngắn, PDFA đã nhanh chóng tăng số lượng khách hàng lên gấp 5 lần. Hàng năm, tổng doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng và là đơn vị nằm trong top doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất cả nước. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, PDFA luôn quan tâm thực hiện tốt chăm sóc khách hàng. Công ty tổ chức nhiều hoạt động để kết nối, tri ân khách hàng. PDFA lấy lợi ích, sự thịnh vượng của khách hàng làm mục tiêu gắn kết lâu dài. Sự phát triển của khách hàng cũng chính là sự lớn mạnh bền vững của PDFA. Với mong muốn đồng hành và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho cộng đồng, PDFA tham gia và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế. Với văn hóa, trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng, PDFA đã tích cực tham gia nhiều hoạt động như phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiến máu nhân đạo, khám và cấp phát thuốc miễn phí, xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn. Những nụ cười, những cái bắt tay, những ánh mắt trìu mến của cộng đồng có giá trị hơn ngàn lời nói đối với tình cảm dành cho PDFA. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên, PDFA Dược Bình Định đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, huân chương độc lập hạng 2, giải vàng chất lượng Việt Nam, thương hiệu quốc gia, ngôi sao thuốc Việt và nhiều danh hiệu cao quý khác. Nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của PDFA suốt hơn 4 thập kỷ qua. Nhân sự công ty luôn đoàn kết với đồng nghiệp, sáng tạo trong công việc, tận tâm với khách hàng, phát triển cùng đối tác, trách nhiệm với cộng đồng. PDFA đặc biệt quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài, thường xuyên tổ chức các hoạt động, chương trình đào tạo để nâng cao năng lực và gắn kết đội ngũ. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, PDFA còn tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần, tạo sự an tâm cống hiến, gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên đối với công ty. Với những nền tảng đã đạt được, PDFA đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng mỗi năm hơn 15%, gắn kết hơn 25.000 khách hàng nhà thuốc, 100% bệnh viện sử dụng sản phẩm của PDFA. Để nâng cao khả năng cạnh tranh và vững bước phát triển, PDFA tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc dược phẩm công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP EU. PDFA sẽ đưa ra thị trường những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà PDFA mong muốn mang đến cho cộng đồng. Với phương châm chất lượng, hiệu quả, thỏa mãn khách hàng được thực hiện xuyên suốt hơn 4 thập kỷ qua, thành công của PDFA đạt được hôm nay
là sự nỗ lực cống hiến và gắn bó của toàn thể cán bộ nhân viên, sự tin yêu, đồng hành của quý khách hàng. Văn hóa BDFA với 3 giá trị cốt lõi: tâm, trí, tiếng. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để cùng nhau kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh trên dải đất hình chữ S. BDFA Dược Bình Định, 4 thập kỷ, 1 niềm tin, không một phút giây ngưng nghỉ. Công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định BDFA, chăm sóc sức khỏe, chia sẻ niềm vui.